bất chấp việc fan van này ra mắt một mẫu BMW M7 hoàn chỉnh, thương hiệu Đức chưa bao giờ cảm thấy sức nóng của một dòng xe như vậy, đủ đáp ứng điều kiện của hãng. Cho những khách hàng chờ đợi dòng tên trên, có lẽ họ sẽ phải chấp nhận BMW i7 M70 X Drive 2024 là mẫu xe sát sườn cái tên trên nhất mà họ có thể tìm tới. Bất chấp trọng lượng xe lên tới 2.689 kg, công suất 650 mã lực và mô men xoắn tối đa 1 100 nanomet của BMW i7 M70 X Drive biến dòng tên này trở thành xe điện nhanh nhất đội hình thương hiệu chủ quản khi chỉ mất 3,5 giây để tăng tốc từ 0 lên 96 km/h. Dòng tên này cũng vượt xa BMW M760 EX Drive thường tới 0,8 giây và thậm chí đánh bại luôn cả BMW XM Leverage, bản cao cấp của SUV độc lập do phân nhánh em phát triển. Để có được những thông số ấn tượng phía trên, BMW y 7 m 70 x Drive sử dụng motor điện mạnh nhất hãng từng trang bị lên xe thành phẩm, cụ thể là motor sau với công suất độc lập lên tới 483 mã lực, trong khi motor trước vẫn chỉ là loại 255 mã lực giống y 7 thường. Đáng khen hơn cả trên BMW y 7 m 70 x Drive là việc dù hệ truyền động mạnh hơn y 7 thường đáng kể, tầm vận hành của xe chỉ giảm từ 509 xuống 472 km bất chấp pin giữ nguyên dung lượng 101.7 kWh. Nếu chưa an tâm người dùng có thể kích hoạt chế độ mắc ring tối ưu tầm vận hành. Ở trạng thái này xe bị giới hạn tốc độ xuống còn tối đa 90 km h đồng thời nhiều trang bị trên xe bị vô hiệu hóa như điều hòa, ghế sưởi, thông gió hay vô lăng sưởi để dồn hết năng lượng cho mảng truyền động. Nếu tìm được chạm sạc công suất cao, BMW i7 M70 X Drive có thể sạc lại 80% dung lượng pin chỉ sau 34 phút. Bên cạnh nâng cấp trong mảng chuyển động, khung gầm xe cũng như hệ thống treo, phục khí hai trục thích ứng đi kèm giảm sóc điện tử đều được phân nhánh em chỉnh sửa lại. Kết cấu thân xe được gia cố, phanh đổi sang loại em sport xanh dương cỡ lớn hơn 4 piston cố định trước, P Stone đơn sau, lốp hiệu suất cao lần đầu xuất hiện dưới dạng tùy chọn, nhưng chỉ khi người dùng đổi xuống mâm 20 inch nhỏ hơn, chứ không phải bản 21 inch hợp kim nhẹ tiêu chuẩn. Về thiết kế, gói em performance package với các trang bị như cánh gió đen phía sau, giải đen giữa hai bên đèn hậu, thêm cửa em, logo em tại hôm trước, ốp bóng em Shadowline hay gương bên em là những thay đổi chính trên BMW i7 M70xDrive. BMW i7 M70xDrive sẽ chính thức mở bán vào nửa sau 2023 với biểu giá công bố sau, tuy nhiên mức khởi điểm dự kiến vượt xa bản cao cấp nhất hiện tại của đội hình 7 Series là XDrive 604 đã không thấp hơn 119.300 USD.